Đây, đây là bốn cái mình thu của nhà mình nha các bạn. Bốn thú cho mọi người nè. Đấy, bây giờ mình có một trò chơi là bốn game thú. Mấy game ai chơi được trò cao nhất, ai được level cao nhất là sẽ được thưởng nha. Chú ý là level cao nhất chứ không cần nhanh nha. Vô, 1, 2, 3, bắt đầu. Bốn game thú mình đang chơi rất là nhiệt tình nha các bạn. Không biết là ai thắng đây, tại vì tiếng nhạc nó đang rất là loạn nên là mình cũng không biết được là ai tới ly và máy rồi. Đây họ là kẹp đôi chị em nha các bạn, Mai Nguyễn Bảo Trâm và Mai Nguyễn Như Ý. Đó, kẹp đôi đây là Mai Hoàng Giang và Vinh Thị Hái nha các bạn. Đó, bây giờ là bốn game thú. Độ quá cơ, level 7. Hiện tại là xíu mình sẽ tổng kết. Tí mình sẽ tổng kết thử là ai là cái nhất nha các bạn. Đi đi. Không được. Thôi. Đây là mình mơ. Thôi. Được quá. Không nhập tình hình đi mơ. Đi đâu đi nhà máy đâu. Tôi đang chết rồi là người. Tôi đang 12 nha mọi người. Wow, sau một thời gian thì các game thủ đang ấm rất là ghê nha các bạn. Không biết ai là sẽ là người chiến thắng trong game này đây. Còn bấm ghê quá. Thấy rồi. Thấy không? Thấy. Nghe không? Hết pin nào. Rồi, mấy chiếc này hết pin nha các bạn. Đúng rồi, đúng rồi, nhìn này. Tập trung. Còn hết thời gian nào. Máy nào? Năm đi máy nào? Đấy, bây giờ hai đối thủ này là thua rồi, còn hai đối thủ này không? Đấy, trọng tài là Cung Khôi nha các bạn, Cung Khôi đang làm trọng tài. Đội trọng tài của mình đang rất là nghiêm túc luôn, trọng tài Cung Khôi đang rất là nghiêm túc, chờ treo giải nha. Làm bước nào kia, nhanh lên. Wow, 32 là thua nào. 32, nào giờ bị hăng máy. Nghe ơi, nghe tiếng bị hăng hơn bao nhiêu. 32 là thua. Đồ, ghê quá. Quá là ghê, đây về hăng tới 37 rồi các bạn. Đang là bây giờ cao nhất. Nói. Xem người thắng là Gia Hân level mấy? 37 các bạn, lớn nhất là Mai Hoàng Gia Hân. Nó còn nhỏ hơn con nữa, 39 đâu. 39 đâu, sao lại con nghe ông nói?